Xin chào anh em, đây là biển hồ Vinhomes Ocean Park. Hiện tại thì các bạn nhìn thấy là khu vực ở dưới khu biển hồ này thì đang rất nhiều công nhân, họ đang thi công nạo vét lòng hồ. Có khoảng để mình đếm xem là khoảng 40 người ở dưới lòng hồ đang làm cái công đoạn làm sạch cát, cầm cái que xong trò khắp nơi. Bây giờ mới là khoảng 2:30 chiều rồi, rất là nắng. Họ đã phải làm những công việc như vậy rồi. Giờ chiều và ngày hôm nay nhiệt độ nó khoảng là 36 độ. Cảm giác nóng thì nó khoảng 43 độ. Rất miệt mài. Ông trời sinh ra là mỗi người một việc, không ai làm được việc của ai cả. Cũng không ai nên cướp việc của ai làm gì. Cái này cho mình làm mình cũng chịu, mình không làm được. Công việc nhìn thì rất nhẹ nhàng, nhưng mà dưới một cái nắng 36 độ thì nó không hề nhẹ nhàng thế nào cả. Và ngâm mình một nửa dưới nước, một nửa ở bên trên này nó rất dễ bị cảm. Một là cảm nắng, hai là cảm rất nguy hiểm. Ở đây thì biển hồ dạo này thì cái màu nước nó thay đổi, nó từ cái màu xanh blue nó chuyển xanh ngọc bích rồi. Không biết là nạo vét cái lòng hồ khi thế này không biết đến bao giờ mới xong. Chẳng may buổi tối mà dông mưa thì lại phải từ đầu. Cuộc sống sinh ra là mỗi người một việc. Đây thì những cái người này thì chắc cũng có gia đình rồi, cũng có con cái đang học hành. Một cái áp lực tài chính mà khiến phải lao động lên những công việc chân tay. Làm lại lần này chắc là 8 tiếng cho được 300-400. Rất là vất vả, liên quan đến sức khỏe rất nhiều. Xã hội đã phân lọc rồi, mỗi người một việc. Mình cũng có việc của riêng mình, đấy là ngồi quay video cho các bạn xem. Thực ra mình đang ngồi cũng khá nắng chứ không mát mẻ gì. Vẫn còn sướng hơn mấy cô chú ngồi ở dưới lòng hồ kia. Đặc biệt các bạn ở nhà xem video, làm điều hòa xem video chắc chắn sướng hơn mình.